còn không tiêm filler vào các vùng xung quanh mắt và vùng mũi. Giải thích như thế này nè, cho dễ hiểu. Thí dụ như cái mạch máu của mình như cái ống nước vậy đó, được chưa? Nếu như chúng ta tiêm filler hay mỡ hay tiêm bất cứ cái gì vào trong, trúng nhầm vô trong cái ống nước này thì nó bị tắc. Bị tắc thì cái vùng phía sau đó thì nước hay là máu này là không được cung cấp, tức là không tưới máu được, thì nó bị thúi. Dùng từ y khoa gọi là hoại tử đó, nhưng mà mình dùng cho dễ hiểu là gì, nếu cái ống nước này mà nó bị tắc, nó không nuôi được phía sau thì những cái nhánh phía sau này không nuôi được. Nếu những cái vùng khác trên cơ thể thì những mạch máu khác nó bù được. Thí dụ một mạch máu tắc thì những mạch máu khác nó bù, nó nuôi được thì còn đỡ. Nhưng cái vùng mắt và cái vùng mũi này, mấy em nhớ rằng chỉ có những cái mạch máu chính thôi. Mà nếu em tiêm vùng mũi này nó lỡ tắc cái mạch máu đó thì cái phần sau đó không có được nuôi đầy đủ thì nó sẽ dẫn đến mù loa hoặc là hoại tử cái vùng mắt, rất là nguy hiểm. Cho nên bác khuyên là gì? Cái vùng xung quanh mắt nè, hốc mắt nè, đuôi mắt hay là đầu cung mày, không nên tiêm filler vùng mũi nữa. Lòng vòng đây nè, đừng có tiêm filler ha. Không tiêm mỡ, không tiêm filler, không tiêm nõn vào, không tiêm gì hết. Cái đầu cung mày gọi là cái vùng nhíu mày chỉ hiệu quả đối với Botox thôi. Chỉ một phương pháp duy nhất là tiêm Botox. Ok.